cõi lòng đau biết bao dâng trào nhiều cảm xúc mình không được buông xuôi và lùi bước. Cuộc đời nhiều thăng trầm nhưng làm sao dám bước qua nỗi sợ khi không biết về đâu. Thế giới rộng lớn xiết bao và tôi đang tìm câu hỏi của hôm qua. Bao ngày tôi vẫn mong, vẫn chờ một ai đó, người cũng chờ tôi, ôm tôi thắm thiết, cho hồn tôi yên bình, êm đềm một mái ấm là gia đình tôi, nơi vẫn chờ đón. Qua bao khổ đau khiến tôi nhận ra, tôi cần đi tới ngày hôm qua. Trời tôi sẽ được hạnh phúc. Trong lòng mang hy vọng, tôi tự tin bước tiếp dù con đường kia gian khổ thì sao. Khi nhiều điều vẫy gọi, không cần ai dẫn lối vì trái tim đã dâng.